Nước ở suối bơm lên mà lại phải để nguội mới dùng được á? Các bạn không nghe nhầm đâu. Hôm nay thì mấy anh em mình lại có dịp đi đến huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thiên nhiên nơi đây đã trù phú cho người dân một nguồn nước nóng quanh năm. Nhiệt độ đo ở miệng giếng lên tới 56 độ và mình không thể nhúng chân xuống được. Khi đến đây thì các bạn có thể chọn tắm ở nhà dân với chi phí chỉ từ 15 đến 20 nghìn đồng. Bạn sẽ được phát một khăn tắm, một gói gội đầu và một phòng riêng nhé. Còn nếu bạn là người hướng ngoại, thích hòa mình với thiên nhiên và giao lưu với các cô gái bản địa nơi đây thì các bạn có thể chọn bể tắm công cộng với mức giá chỉ 5.000 đồng. Đây là cảnh nước nóng được bơm lên và để nguội để dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nước ăn sẽ phải dùng nguồn nước khác bởi vì nước khoáng nóng chứa rất nhiều lưu huỳnh. Theo bà chủ chia sẻ thì mùa đông ở đây cũng không lạnh đâu. Cũng đúng thôi, vì nước nóng cứ chảy suốt thế thì lạnh làm sao được. Và cũng vì không có mùa đông lại tắm nước nóng thường xuyên nên các cô gái Thái ở đây trắng lắm các bạn ạ.